Hello, xin chào anh chị. Hôm nay hai anh em đang trên đường đi Bến Cát Bình Dương để mua một con xe. Đó là Mazda 3 2020 mẫu mới, mới chỉ chạy có 13.000 km thôi. Mấy em nay rất là may mắn khi được khá là nhiều anh chị giới thiệu cho bên em mua xe. Và đợt này đa số là mua toàn những xe lướt, đi ít và đời cao mà. Bên em rất là thích mua những con xe đó và cảm ơn anh chị rất là nhiều ha. Và xe hôm nay là của một anh em sale ở bên Mazda Bình Dương, cũng là chính là người bán cho chị Thúy con xe này luôn. Và sau khi mà trao đổi thông tin xe cơ bản và bên em thống nhất cái giá với chị cơ bản với nhau thì bên em sẽ bây giờ tới tận nhà của chị luôn. Và đây là nhà của chị Thúy ha, ở Bến Cát Bình Dương. Ở đây đường xá đi rất là sướng, chị rộng rãi, thoải mái và nhà cửa bây giờ phát triển rất là đông đúc luôn. Bình Dương đúng là thành phố thông minh, phát triển rất là nhanh. Và đây là nhà của chị nè. Khi mà bước vào nhà thì nhìn cái xe rất là bất ngờ luôn chị. Cái nước sơn nó bóng loáng luôn. Và xe này là để ở nhà và có ba của chị Thúy ở nhà. Và lúc nào bụi một phát là chú lau chùi và rửa liền luôn. Bởi vì cái xe nó long lanh cực kỳ luôn. Và chú nói là rất là ít đi luôn. Đa số là khi mà chở cháu đi học mới lấy ra thôi. Và trời mưa mới chở đi bằng xe hơi nha. Còn bình thường đi xe máy thôi. Đây mới chỉ chạy có 13.000 thôi mới ít anh chị. Rất là mới luôn nha. Và mới chỉ bảo dưỡng mới có 3 lần thôi. Lúc 1.000, 5.000 và 9.000. Đó, bảo dưỡng đều ở trong hãng thôi nha anh chị. Đây là mẫu mới nhất bây giờ. Thì thiết kế rất là đẹp luôn. Đó, cam đùi nè, cực kỳ sắc nét luôn. Có lên camera hành trình luôn. Đó, cái xe này nhìn là mê luôn á. Có smart key ha. Đây, cần số nè anh chị. Đó, có chế độ sport, phanh tay điện tử, auto horn và đủ hai chìa luôn nha. Thiết kế của mẫu này rất là đẹp luôn, nhìn nó sang trọng lắm. Đó, ở trong này là có hộc đựng đồ nè, để mở cho anh chị xem. Hộc đựng đồ này rộng lắm, đựng được rất là nhiều đồ luôn á. Đó, trong này đựng giấy tờ rồi đầy đủ, có thể là đựng được 4 chai nước luôn á. Đó, ghế thì cũng đưa được chủ xe nâng cấp nữa ha. Nhìn rất là sang trọng luôn anh chị. Ở trên này có cái thảm lót luôn nè. Ở trên này là còn ni lông luôn, còn chưa lột nữa. Vào xe nó còn mùi thơm luôn anh chị. Chú đi giữ rất là kỹ luôn. Xe này có cân bằng điện tử nè, 7 thứ khí an toàn và hệ thống tới 8 loa luôn, nghe nhạc rất là hay. Và xe này hệ thống cung gầm đã tinh chỉnh lại á và cái kim phun anh chị nên chạy rất là êm. Đó, cái nội thất nè. Quá đẹp luôn. Rất là mới. Nội thất kem á anh chị. Nội thất kem này thường là cái ghế nó sẽ bị ố vàng chút xíu khi mà dơ á. Nhưng mà con xe này đi giữ rất là kỹ luôn. Mới tinh nè. Đó, gần như là không có vết bẩn luôn. Anh chị nhìn nước sơn nè. Lúc nào chú cũng ở nhà lau chùi sạch sẽ hết. Nên cái xe nó bóng loáng nha. Đó, xe này hệ thống đèn full LED nha anh chị. Đèn cốt và đèn pha là đèn LED hết. Và có điều chỉnh theo góc lái luôn. Cái nhà nó hơi hẹp nên em quay nó hơi sát, anh chị thông cảm chút xíu nha. Đó, cái mặt ga lăng trước nhìn rất là đẹp, sang trọng lắm. Đây, mấy anh em đang làm thủ tục ở trong và em quay cho anh chị xem luôn. Và xe này thì chị Thúy chỉ còn ngân hàng chút xíu thì bên em sẽ làm thủ tục và bên em sẽ hỗ trợ tất toán cho chị luôn ha. Rất là vui vẻ, thoải mái, người trẻ mà mua bán rất là nhanh gọn chị, vui vẻ. Và bên em mua thì hỗ trợ tới tận nhà anh chị luôn và tất toán ngân hàng luôn ha. Đây nè, đó là mấy anh em đang hỗ trợ làm ngân hàng, hỗ trợ tất toán ngân hàng cho chị. Thì xe thì bên em đã kiểm tra xong rồi và bên em sẽ bây giờ em sẽ quay cho anh chị xem luôn ha. Cái cùm thắng này chị mới tin nè. Cái mâm gần như là không có vết trầy luôn á. Bốn vỏ theo xe và su cu chưa lăn luôn. Đây nước sơn nè anh chị, có vẻ che mưa đồ đầy đủ hết. Đây, đăng kiểm đường bộ tới tháng 1 2023 luôn nha, còn rất là lâu anh chị, đi thoải mái. Có thêm những cái chén cửa thì nhìn cái xe nó dạ, nó sẽ sáng sủa hơn. Ở phía sau này nó có trầy chút xíu xíu ở ngay cái góc cản thôi anh chị, nhưng mà không đáng kể ha. Đèn là đèn LED hết. Đây là kính là chống tia UV hết. Chị em đi thoải mái, khỏi sợ, nắng nôi. Đó, anh chị đi thoải mái. Đây là bản sedan anh chị, bản deluxe. Bản này là bản tiêu chuẩn á. Cái cốp thì mở dưới logo luôn ha. Xe này bản sedan thì cái cốp nó là tới 450 lít lận. Rất là rộng, anh chị để khoảng được phải, ít nhất là phải hai cái vali to á. Vali nhỏ nhỏ thì chắc được ba cái vali. Đây là bánh xe cua này chưa lăn luôn nha anh chị. Và đồ nghề này chưa xài một lần luôn. Ở dưới này thì nó hơi bụi thôi. Ở trong này hơi bụi thì chắc chắn thì khi về thì bên em sẽ spa dọn rửa lại một lần nữa. Bảo dưỡng là cái xe, giao cho anh chị là muốn xe là đẹp, tươm tất và chất lượng và chỉnh chu nhất luôn. Và em sẽ mở khoang máy cho anh chị xem. Xe có lót sàn nữa hết rồi. Và được bảo dưỡng hãng đầy đủ nha anh chị. Phiếu nhắc bảo dưỡng có 15.000 nè. Đó, xe chuẩn chỉ luôn á, đảm bảo chất lượng tuyệt đối nha anh chị. Đây là chú ba của chị nè. Đó, chú này ở nhà suốt ngày cứ lau chùi xe thôi. Giữ cái xe rất là kỹ. Và chú cũng rất là vui tính. Và chú ngại lên sóng nên chú phải đi vô. Đây là cái máy nè anh chị. Đó, anh chị nhìn cái máy không? Nó sạch bon à. Đó, mới tin. Xe này vào xem xe là bên em không biết trả giá như thế nào luôn. Bởi vì cơ bản cái xe nó mới quá, không biết bớt như thế nào luôn.
vào coi xe là một phát là bên em tất toán ngân hàng cho chị rồi nhận xe về luôn, chứ không có gì để lăn tăn hết trơn. Và bên em mua bán rất là nhanh gọn chị, khi mà anh em trao đổi cơ bản giá với nhau thì mình đến xem xe đúng như mô tả thì bên em lấy thôi, không có phải như những chỗ khác là lèn ngèn mất thời gian lắm. Bên em cũng không thích như vậy, mua xe nó nhanh gọn, nó vui vẻ thì bên em bán nó cũng sẽ vui vẻ ha. Đó, xe rất là mới, chất lượng thì bên em sẽ đảm bảo cho chị nha. Đó, bên em sẽ đã tất toán ngân hàng xong và bây giờ sẽ nhận xe của anh chị về và cho em nó lên sóng để phục vụ anh chị ha. Xe thì chắc chắn thì đảm bảo cho anh chị là không đâm đụng nè, không thủy kích nè, hồ sơ pháp lý rõ ràng hết và đảm bảo tuyệt đối cho anh chị về. Khi mà anh chị đi chán sau này muốn đổi xe thì bên em sẽ hỗ trợ thu lại giá tốt cho anh chị luôn ha. Và em dè ra để chạy về showroom để cho hỗ trợ cho anh chị xem xe cho tiện. Con này thì mới lắm anh chị, con này thì anh chị mua, anh chị đang có nhu cầu mua xe mới thì hãy cân nhắc về em này ha. Mua con này anh chị tiết kiệm đâu đó khoảng 100 mấy rất là hợp lý cho một em xe lướt như mới, bảo dưỡng hãng đầy đủ và chủ xe còn lên một mớ đồ cho mình nữa, rất là tiện dụng cho anh chị. Con này thì hệ thống kim phun nó tinh chỉnh lại nên chạy rất là sướng anh chị. Và bây giờ em đã về tới showroom, cũng gần tới showroom rồi. Đây là siêu thị Go Dĩ An, showroom em là nằm ngay phía sau siêu thị này luôn, kế bên với Năm Lửa, một bên là Dĩ An, một bên là Bình Dương anh chị. À, một bên là Dĩ An, một bên là Thủ Đức, rất là gần ha, ngay cầu vượt Linh Xuân Thủ Đức luôn. Đây là quán Năm Lửa này, sát bên showroom của bên em. Rồi, ok, anh chị xem thích xe này thì cứ alo cho em hỗ trợ nha. Hoặc là anh chị muốn bán xe, có người quen nào bán xe thì cứ giới thiệu giúp em ha. Em mua được thì em sẽ gửi cà phê cho anh chị vui vẻ. Rồi, một lần nữa xin gửi lời cảm ơn đến anh chị đã tin tưởng chọn lựa mua xe bên em trong suốt thời gian qua nha. Một lần nữa cảm ơn anh chị, cảm ơn rất là nhiều. Rồi, xin chào anh chị nha, bye bye.